Xin chào cô chú và anh chị, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho quý anh chị và cô chú xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 20.000 m². Ngang mình là được 60 m nha anh chị. Và mình sâu vào là khoảng 330 m ha. Đất mình ở đây là quay về hướng Bắc ha. Từ cái mí ganh em chỉ quý anh chị nè, từ đây là mình di chuyển theo con đường đá xanh này á, khoảng là 60 m ha. Và từ đây quý anh chị mình di chuyển ra đường huyện lộ 43 và ủy ban xã Phước Lập khoảng là 1 km nha anh chị. Và trước đất mình là quyền sở hữu của mình luôn ha. Trước đất mình gia chủ đang trồng những cây dừa nè, khoảng 20 đến 25 cây dừa ha. Xung quanh đất mình á, gia chủ đã làm hàng rào rất là kiên cố luôn nha anh chị. Anh chị thấy không? Giờ mà rất là đẹp ha. Quý anh chị mình ở thành phố Mỹ Tho, quý anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng là 20 km ha. Và quý anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng là 70 km. Và đất mình ở đây cách khu hành chính của huyện Tân Phước khoảng là 4 km thôi. Ở đây thì mình rất là gần trường mẫu giáo và trường cấp 1, cấp 2, mình cách khoảng là 1 km nha anh chị. Con đường này quý anh chị mình có thể di chuyển là đường xe ô tô ha. 4 chỗ là quý anh chị mình di chuyển tới thửa đất mình luôn. Hiện gia chủ đang trồng dừa, bưởi, với xoài rất là nhiều luôn nha anh chị. Dừa trồng khoảng 500 cây và bưởi trồng khoảng là 400 cây nha anh chị. Xoài mình trồng khoảng là 200 cây ha. Quý anh chị thấy không? Đây gia chủ đã lên vườn hết rồi. Ở đây khu dân cư, nhà cửa thì ở rất là đông nha anh chị. Ở đây thì mình có điện nè, có nước, có wifi, có đầy đủ luôn. Và mình rất là thuận tiện đường xe ha. Ở phía trước này quý anh chị, quý anh chị mình có thể làm một cái chòi để mình nghỉ dưỡng ở đây nè, rất là thoáng mát ha. Và ở đây đất mình quay về hướng Bắc nha anh chị. Xung quanh thì gia chủ đã làm hàng rào hết rồi. Quý chị thấy không? Giờ mà rất là đẹp nha anh chị. Quý anh chị mình ở thành phố á, quý anh chị mình có thể di chuyển về đây là hai đường ha. Một là mình di chuyển từ quốc lộ 1A, hoặc là mình di chuyển từ quốc lộ N2 là quý anh chị mình qua đây cũng được ha. Trên đất mình gia chủ đã gắn hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn nha anh chị. Vì đây mình vào á, mình chỉ chăm sóc thôi. Gia chủ đã vô sẵn cho mình hết rồi. Quý chị mình mua về đây cũng yên tâm ha. Ở đây thì an ninh cũng rất là cao nha anh chị. Xung quanh thì gia chủ đó làm hàng rào hết trơn rồi nè. Giờ mà rất là đẹp ha. Ở đây là gia chủ nói là có làm một cái nền để xây biệt thự luôn anh chị, đã bơm cát bằng theo mí lộ luôn. Chút xíu nữa em sẽ vào bên trong quay cho anh chị mình tham khảo ha. Trước tiên thì em quay đường đi vào cho anh chị mình xem. Nếu anh chị mình di chuyển là đường xe 7 chỗ cũng được nha anh chị, mà hơi khó khăn một chút ha. 4 chỗ là quý anh chị mình vào rất là thoải mái luôn. Tới đây là hết miếng ganh của mình nha anh chị. Ở đây thì gia chủ đã làm ranh giới rất là rõ ràng ha. Từ đây mình di chuyển qua bên kia khoảng là 60 m nha anh chị. Con đường này mình thông vào đường Kinh Kháng Chiến nha. Trước đất mình gia chủ đang trồng dừa nè. Gia chủ mình trồng xoài, xoài cát Hòa Lộc của anh chị. Và bưởi với cam, một thứ là 400 cây ha.
dừa là gia chủ của chồng mình trồng là 500 cây nha anh chị. Đây là gọi là dừa Mã Lai. Dừa này khoảng tầm 4 năm đã cho trái rồi. Em cũng xin cập nhật thông tin giá bán chính chủ cho quý anh chị mình tham khảo luôn nha. Với giá bán chính chủ đang giao bán với giá là 350 triệu một công nha. Diện tích này là 20.000 m2, khoảng là 7 tỷ nha anh chị. Đó, gia chủ đã trồng sẵn rồi. Quý anh chị mình về đây chỉ là việc mình vô mình ở và mình chăm sóc những cây trồng thôi. Cửa mình làm rất là kiên cố nha anh chị. Nếu quý anh chị mình có nhà ý, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho quý anh chị và các bạn xem thửa đất này và mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán luôn nha. Đó, đây là bông hoa đẹp, rất là đẹp nha anh chị. Và đây là những cái bông chậu hoa nha, chậu bà của anh chị. Gia chủ đã thiết kế cho mình sẵn luôn ha. Vì đây mình có thể không thích trồng những bông này, quý anh chị mình có thể trồng thứ khác nha. Đó, gia chủ đang phía trước á, thì gia chủ đang trồng mai với bông mai trắng và đang trồng chuối, dừa, xoài, cam, rất là nhiều loại trái cây luôn nha anh chị. Đó, đất này mình ở đây á thì gia chủ đã đổ cát rất là cao rồi. Đó, gia chủ có nói á, là đây là để xây biệt thự ha, đã có nền sẵn luôn. Quý anh chị mình có cất nhà thì quý anh chị mình cũng yên tâm ha. Ở đây là đất mình thuộc đất trồng cây lâu năm nha anh chị, chưa có thổ cư. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị và các bạn lên thổ cư luôn. Dùng này mình lên thổ cư cũng rất là rẻ nha anh chị. Khoảng tầm 100.000 một mét vuông thôi. Quý anh chị mình có thể lên vừa tầm để mình cất nhà nha anh chị. Em quay buổi sáng nên cũng hơi chó nắng một chút. Quý anh chị mình cũng thông cảm ha. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho quý anh chị mình sang lắp mặt bằng và làm nhà cấp 4, xây hàng rào. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị luôn nha. Căn nhà gia chủ để xây để mình nghỉ dưỡng quý anh chị, giờ mà rất là đẹp ha. Chính giữa mình thì gia chủ đang trồng những cái bông sen, và những cái phần bên kia là gia chủ mình đang chăn nuôi gà thêm ha. Không, chị thấy không, giờ mà rất là thoáng ha. Có thể quý anh chị gì mình thiết kế lại cái hồ sen này nè quý anh chị. Gia chủ mình dưới là đang nuôi cá luôn nha. Với giá bán là 350 triệu là 1.000 mét vuông nha anh chị. Gia chủ bán hết tổng diện tích là 20.000 mét vuông. Trị giá miếng đất này là khoảng là 7 tỷ nha anh chị. Đó, đây là cái căn nhà của mình nè quý anh chị. Có thể quý anh chị gì mình thiết kế lại ha, và để mình nghỉ dưỡng ở đây thì em nghĩ rất là thoáng mát á. Đó, chị thấy không, dừa này trồng được khoảng bao lâu rồi chú? 7 tháng. Trồng được khoảng là 7 tháng rồi nha anh chị. 500 gốc dừa Mã Lai ha. Đó, để em di chuyển ra phía sau cho quý chị mình tham khảo căn vườn của mình luôn ha. Gia chủ đã gắn hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn nha anh chị. Ở đây là mình sử dụng điện nè, nước nè, wifi có sẵn ha. Và gia chủ đã vô sẵn mình nước bông con luôn. Có thể quý anh chị mình về là mình sử dụng luôn ha.
cây những cây dừa với bưởi với cam đang trong quá trình phát triển luôn nha anh chị. Đang trồng chuối ha, hay gọi là chuối sáp với chuối sim rất là nhiều luôn nha anh chị. Không, chị thấy không? Đây là gia chủ đang nuôi cá nè. Đó, có thể quý anh chị mình về mình thả cá thêm ha. Đó, khu vực này thì quý anh chị mình thấy dòm rất là thoáng rồi nha anh chị. Đó, đây là cái hồ sen nè. Đó, gia chủ mình thiết kế dòm rất là đẹp nha anh chị, rất là đẹp mắt luôn á. Em nghĩ giá này cũng rất là phù hợp nha anh chị. Gia chủ đã bơm cát rất là cao ráo luôn. Những phần clip ở trên mà gia chủ đang trồng dừa và cam là gia chủ đã bơm cát rất là nhiều nha anh chị. Gia chủ bơm khoảng tầm là 3 tỷ tiền cát ha. Ở đây là những cái bông sen trắng nè quý anh chị. Ở đây quý anh chị mình có thể thiết kế cái hồ thủy tạ ở đây quý anh chị để mình nghỉ dưỡng ha. Và ở phía trước quý anh chị mình cất một cái ngôi nhà, và khu vực ở phía sau quý anh chị mình có thể chăn nuôi thêm ha. Đó, cái hồ này gia chủ đang nuôi cá nha anh chị, rất là nhiều luôn á, cá tai tượng, cá điêu hồng, cá phi rất là nhiều luôn ha. Đó, quý anh chị thấy không, đang nổi lên rất là nhiều luôn kìa, cá sặc cặn đó chị anh chị. Để em di chuyển qua bên đây cho anh chị mình tham khảo cái căn phường của mình ha. Ở đây thì mình cách thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần nha anh chị. Nếu quý anh chị mình di chuyển từ cầu Dược số 10 về khu công nghiệp Đông Giang thì quý anh chị di chuyển về đây cũng rất là gần. Đó, dừa đang trong quá trình là phát triển luôn nha anh chị. Dừa này trồng khoảng được 7 tháng rồi. Giờ mà rất là đẹp ha chị. Đó, đây là gia chủ đang chăn nuôi gà thêm nè, để mình kiếm thu nhập thêm quý anh chị. Ở phía sau thì gia chủ đang trồng dừa, xoài, su đủ, chuối rất là nhiều ha. Những cái hồ cá này nè quý anh chị, có thể mình nuôi cá tai tượng nè, và mình nuôi cá tra thêm ha. Vùng này á rất là thích hợp cho quý anh chị mình trồng cây ăn trái nha anh chị. Ở đây rất là thích hợp là trồng mít nè, dừa má lai, vùng này rất là thích hợp luôn. Vậy thấy không, trên phần đất này á là gia chủ đã bơm cát hết luôn nha anh chị. Ở đây là đất rất là màu mỡ luôn ha. Dùng này là dùng nước ngọt quanh năm nha. Lúc trước thì có bị nhiễm phèn mà nhà nước đã làm xong hết rồi anh chị, đã múc đê hết rồi, đã thông thoáng. Và những con sông này á là đang di chuyển đổ ra đường kênh của Nguyễn Tấn Thành của anh chị, và mình di chuyển ra đường sông Cửu Long luôn á. Đó, đây là su đủ, chị thấy trái rất là to ha. Quý anh chị thấy không, ở đây thì gia chủ đã gắn hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn nha anh chị. Mình chỉ bật cầu dao lên là quý anh chị mình sử dụng thôi, mình cũng không cần để lấy ống nước mình tưới luôn nha anh chị. Quý anh chị mình ở xa có thể quý anh chị mình thiết kế bằng di động ha, mình nhấn nút là tự động ở đây nó sẽ quay luôn. Ở đây là sòi cát Hòa Lộc nha anh chị. Đó là chú già nè, trái rất là to ha. Quý anh chị mình có thích cái mảnh vườn này á, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ có nhân viên để trực tiếp dẫn cho quý anh chị mình đi xem đất nè, và mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán luôn nha anh chị.
Hiện đất mình là có 6 lít nha anh chị. Mặt tiền mình cũng rộng và mình sâu vào khoảng là 330 mét thôi. Đất mình rất là vuông vức, không có màu mã gì hết. Đất mình dòm rất là đẹp nha anh chị. Không, anh chị thấy không? Đất mình gia chủ đã bơm cát sẵn cho mình nè. Đó, gia chủ mình thiết kế nè, những cái cầu để mình di chuyển qua lại quý anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho quý anh chị mình nắm lại một lần nữa nha. Đất mình nằm thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình là 20.000 m2, tức là 20 công nha anh chị. Với giá chính chủ đang giao bán là 350 triệu một công ha. Gia chủ mình bán hết, không bán lẻ ha, tầm khoảng là 7 tỷ nha. Quý anh chị mình có thích thửa đất này để làm vườn và khu nghỉ dưỡng, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ dẫn cho quý anh chị mình xem thửa đất này và mình gặp chính chủ luôn. Trên đất mình gia chủ đang trồng 500 gốc dừa và 400 gốc xoài hột xài xài cát hòa lọc nha anh chị, và 500 gốc bưởi và cam. Đây là gia chủ đã bơm cát sẵn cho mình rồi. Quý anh chị mình có mua thì quý anh chị mình cũng yên tâm ha. Ở đây gia chủ đã làm sẵn, và cái khu vườn này rất là thích hợp cho quý anh chị mình mua để làm vườn nghỉ dưỡng nha. Ở đây là đất cát gặt luôn nha anh chị. Nó xài với bưởi với dừa là đang trong quá trình phát triển luôn. Ở đây quý anh chị thấy rồi, ở đây thì chuối chuối trái rất là to luôn nha anh chị. Bánh vườn mình rất là đẹp ha. Ở đây là căn nhà của mình á, là quay về hướng bắc nha anh chị. Quý anh chị mình ở thành phố Mỹ Tho, quý anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng là 20 km là quý anh chị mình tới nha. Đây những cái mương này nè, quý anh chị mình có thể mình thả cá thêm. Đất mình vuông vức nha anh chị, không có màu mã gì hết, giờ mà rất là sáng và rất là đẹp luôn nè. Quý anh chị thấy không, ở đây những cái hoài chuối sim rất là to luôn nha anh chị. Cái sim này rất là lớn luôn anh chị. Quý anh chị nhấn like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn ở những phần video tiếp theo nha.